Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ của ngân hàng Mắc Khe, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc Khe là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và không để mọi người chờ lâu, Hồng Vân và Quyền Linh mời quý vị chúng ta hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Em hơi nóng tính, tính thì hay quên, hơi chơi dơ với bạn thân, thì chơi dơ mà vẫn lầy. Ví dụ như giỡn với em thì em sẽ nhéo mà bầm thì thôi. Dạng như em cười ra nước mắt là em lấy em té cái chỗ bầm đó chứ. Trời ơi, em run quá. Rồi em mà mở rào đây còn run hơn. Xin mời nhà trai. Rồi, chào bạn trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào em. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu mình cho bên kia nghe luôn nha. Đầu tiên xin kính chào chương trình, chào quý vị khán giả, anh Quyền Ninh, chị Hồng Vân, bạn bên đấy. Em tên Phạm An Toàn, em đến từ Nam Định. Năm nay em 30 tuổi, em đang là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng ở đâu em? Hiện tại em đang làm ở 57 Phan Đăng Lưu. Tức là thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Còn em nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Cao Thị Thúy Ngân, em đến từ Bình Định. Em là nhân viên kinh doanh ở quận 12 gần đây luôn ạ. Bây giờ là em nói cho chị biết cái ưu điểm và nhược điểm của em coi nào. Ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, thích con nít, yêu động vật, thích đi phượt, với lại thích đi những cái chương trình thiện nguyện. Nhược điểm thì em hơi nóng tính, tính thì hay quên, hơi chơi dơ với bạn thân, chơi dơ mà vẫn lầy. Ví dụ như giỡn với em thì em sẽ nhéo mà bầm thì thôi. Thì cái đó em... là giỡn lầy đó. Dạ. Còn chơi dơ là sao? Chung là em lấy nước mắt này kia, dạng như em cười ra nước mắt là em lấy em té cái chỗ bầm đó chứ. Trời ơi, vậy là vui thôi. Nhiều khi mình nói chơi dơ người ta không biết, ta nghĩ là nó nặng lắm, không có đâu. Đó là vui nhẹ nhàng thôi nha em gái. Dạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em biết dọn dẹp ở nhà, nấu cơm nước gì đấy. Rồi em nói nhỏ tới mức mà chị phải qua đây chị nghe đây nè. Em run quá. Rồi em mà mở rào đây em còn run hơn. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em hơi nhây. Rồi giống nhau nhây hai người. Yên tâm, bên kia cũng cũng nhây với lại lì như vậy. Hòm đúng không? Nhây với nhau được rồi. Đường tình em... duyên sao? Trước giờ thì em cũng chỉ có 3 mối tình thôi. Một mối tình thì thời đấy chịu nhi quá. Cái mối tình thứ hai thì nó cũng ngắn thôi, hơn năm thôi. Và mối tình cuối cùng cách đây khoảng 4-5 năm á, quen được khoảng 2 năm rưỡi. Cái lý do mà em chia tay là gì? Em là dân xây dựng, đi công trình nhiều á, ít thời gian để bên cạnh chia sẻ với hai đứa xa nữa. Chứ không phải là em đào hoa hả? Em đào hoa thì em đâu có ế đến bây giờ. Nghĩa là ngày hôm nay em đến đây em có nghĩ là em sẽ gặp được một cái nửa chính xác của mình không? Em hy vọng như thế, còn cái suy nghĩ của em bây giờ mông lung quá, không hình dung được bạn ấy như thế nào. Nhưng mà em có cái mẫu người lý tưởng không? Có chứ ạ. Ví dụ? Nếu giống ai thì đấy là của người ta rồi. Được, suy nghĩ đơn giản lắm, mà đơn giản không biết. Mà không biết ai? Cũng là phức tạp lắm nữa. Tháng cả một vòng vậy thôi. Xinh gái đấy. Sao đẹp vậy? Mà tại sao lại ế? À đúng đó. Thứ nhất là cái môi trường làm việc của em ít bằng nam, hoặc là nam có vợ hết rồi chị. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 3 luôn hả? Dạ. Mối tình đầu tiên thì em kéo dài được 4 năm thì em yêu xa. Và mối tình thứ hai thì em được mẹ của anh đó làm mai cho em vài tháng ạ. Mối tình thứ ba thì em với dạng như cũng tìm hiểu sơ sơ vài tháng. Vậy cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Lý do gì mà dạ, chia tay? Dạ cái mối tình thứ hai là em sau này em mới nghe cái chị bạn của anh đó nói là dạng như là chỉ bảo là em nạt anh đó. Mà em cũng biết em nạt gì luôn. Bởi đừng có qua người thứ ba mệt đó. Tôi thấy đàn gái tôi chịu lắm rồi đó. Tôi cũng chịu đàn trai mà. Trai cũng. Nhưng mà bên kia có mong muốn người mẫu lý tưởng của mình thế nào không? Dạ người mẫu của em thì cao khoảng 1m68 trở lên là được rồi. Tròn tròn bóng biển như anh Quyền Linh. Nhưng mà đừng có đen như anh Quyền Linh. Chết rồi. Tại vì em đen rồi mà gặp bạn đó đen. Em mà đen cái gì? Trời em mà đen ai trắng trời. Trời đất. Lỡ bạn em đen nữa anh để đen con ra mồi. Đen. Mà dân công trình á là ai cũng đen hết nha. Đúng rồi. Dạ thì em mong muốn là lắng nghe, quan tâm, nhường nhịn nhau. Để hiền lắm không? Bây giờ không nói tiếng nào nói nhỏ nhẹ. Có gây lộn chắc cũng nghe đâu. Em đã chuẩn bị đầy đủ gọi là những cái nền tảng tối thiểu để mà mình lập gia đình. Em đã chuẩn bị cái gì rồi? Tại chị nhìn này nè, chị mới hỏi em đó.
Em có căn nhà mơ ước giống vậy chưa? Em đang dự định tương lai sẽ có. Có khả năng là mình sẽ tự thiết kế thôi. Còn hiện giờ là em đang ở đâu? Tại công trình luôn ạ. Bây giờ mình cứ đi theo công trình rồi công trình ở đâu mình sẽ ở đó. Giờ em xác định là sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn thôi. Công trình chỗ nào mình sẽ có mặt chỗ đó. Dạ đúng rồi, làm đẹp cho đời mà chị. Cỏ nó tốt tươi quá, em đến em làm xây những ngôi nhà đẹp. Sau đó em đi thôi. Em nhớ cái chi tiết đấy nhé. Rồi xong tí em hỏi xem là nếu mà có quen nhau thì chúng ta sẽ như thế nào, có kế hoạch như thế nào nhé. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay. Em là Trang, bạn của Ngân. Em có nhận xét về bạn bên trai là nói chung cùng nhìn cũng được, vui vẻ. Dạ, thấy hai người hợp không? Dạ cũng hợp ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai và một cô em đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân và dạ, xin chào chị ạ. Em thấy chị bên này thì cũng ok anh. Em mà ngồi như anh kia thì em cũng bấm nút à. Mày có vợ rồi đấy, cẩn thận đấy. Em thấy anh chị nên trao nhau cơ hội, hai người rất hợp ạ. Bạn em chỉ được, nói là ý là nói là em phải bấm nút đó. Ồ, hiểu không? Cảm ơn em trai. Ừ. Em nhắc bài rồi đó. Trai có tật xấu gì không? Đâu nào đừng hỏi chi nãy hỏi rồi. Tật xấu của em là ăn như lợn mà ngủ như heo. Anh em còn tật xấu gì nữa không? Dạ cũng chỉ có đấy thôi ạ. À. Với lại có uống ít rượu bia nên là có hút thuốc lá đấy ạ. Nhưng mà anh em nấu ăn rất ngon đấy ạ. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Thời gian của em đó. Dạ vâng. Anh có món quà tặng em. Dạ, hy vọng là sau ạ, này nó sẽ là cái nhà thật mà có em trong đấy. Dạ em cảm ơn. Dạ em rất là thích xương rồng nên em tặng anh xương rồng và em muốn dạng như anh sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống như cây xương rồng này ạ. Cảm ơn em, anh cũng thích xương rồng. Em nhìn thấy anh thì em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng hiền mà không biết sau này có hiền không thì không biết. Hiền hay không thì cứ khám phá đi. Còn tính của anh là anh không thích cãi nhau. Thế anh nói chuyện hơi nhỏ. Anh nhỏ là tại vì anh nhìn thấy em anh run quá. Dạ, tại vì hồi nãy giờ cũng có nhiều cái mà không có nghe được thiệt. Nhỏ quá. Anh cố gắng nhưng mà thật sự nhìn thấy em á, anh thấy hơi run. Dạ, tại thì em nghĩ mình công trình này kia thì mình cũng nói chuyện mạnh mẽ lớn tiếng hơn xíu. Ở ngoài công trình thì quen hết rồi nhưng mà giờ sao lại quen hết được khi gặp một người dễ thương như em. Dạ, anh Trung hả? Bây giờ hát bài nói cho lớn là... hơn cho bạn gái nghe đi. Nếu mà em hát á thì ngày mai em không phải mua trứng để ăn sáng rồi. Em không hát được, em biết làm thơ không? Còn thơ hơn cóc, thơ của mấy anh em xây dựng rồi. Bởi anh là trai xây dựng, cuộc đời chỉ gắn bó với xi măng và những đêm dài bê tông trực chiến. Có nghĩa là những sẽ vắng nhà quanh năm. Những ngày lễ em sẽ cô đơn một mình. Hãy hiểu cho anh, bởi anh là trai xây dựng. À, là đọc rồi đó phải không? Dạ, đấy. Tôi tưởng nãy giờ ông phân trần bằng băng xuôi với cổ không à? Em giọng toàn đều vậy đó. Anh cho em hỏi là ví dụ sau này thì anh có dự định gì về tương lai không ạ? À? Ví dụ như là anh lập nghiệp trong này rồi xây dựng gia đình rồi ví dụ mình sẽ xây nhà ở riêng hay là về quê hay là như thế nào ạ? Cái dự định của anh là anh sẽ lập nghiệp trong đây. Nếu mà có thể kết hợp nhau thì anh sẽ cố gắng hai đứa kiếm một cái nhà ở đấy để mình ở. Em cười làm anh vui. Dạ tức là em muốn hỏi anh là dạng như anh sau này dạng như anh có thể làm công việc dạng như cố định á. Cố định không có đi nhiều á. Tại vì thường em thấy công trình thì có thể là mình đi trong thành phố nhưng mà cũng có thể đi tỉnh rất là xa. Công việc của anh mà, cái mơ ước anh chọn rồi á thì nhiều khi nó cũng sẽ nay đây mai đó thôi. Cái thời gian để dành cho gia đình thì anh sẽ cố gắng sắp xếp thôi. Cố gắng hiểu anh cái. Em có ghen không? Dạ em thì lúc ghen thì cũng ghen dữ lắm mà lúc không thèm ghen luôn anh. Không, lúc ghen thì ok, còn lúc không thèm ghen là biết là mình như nào đấy. Gầm cầu chuẩn bị. Dạ không, nhiều khi đâu có phải là không ghen là không yêu đâu anh. Anh đâu nói gì đâu, dạ, ý nói là đã ghen xong rồi á. Xong đến lúc mà hết ghen rồi là nó khác rồi. Dạ dạ đúng rồi. Tan hoang cửa nhà đó. Rồi chán nhau rồi không còn buồn ghen nữa. Dạ. Anh thì anh tính của anh không thích cãi nhau. Nên mỗi lần có mà cãi nhau á, thông cảm cho anh khi anh bỏ đi. Nó là bình tĩnh nói chuyện. Dạ. Đấy, tính của anh là như thế.
Tại vì cái công việc của em thì hiện tại thì thật sự là chưa có ổn định. Có thể là công việc của anh ổn định, nhưng mà dạng như anh đi lại nhiều quá thì em cũng không thích lắm. Với lại em cũng muốn có thể là khi mà mình có thể sau này có thể xây dựng một em thích kinh doanh, nên thành ra em muốn dạng như sau này mình sẽ kinh doanh một cái mảng gì đó về làm đẹp, thì em muốn anh sẽ hỗ trợ em. Còn anh đi nhiều quá thì em nghĩ khó có thể hỗ trợ được ạ. Kinh doanh anh cũng thích, nhưng mà tại vì cái ngành mà anh đang chọn ấy, là anh yêu nó hơn. Nên là nếu như sau này á mà cần sự em cần cái sự giúp đỡ của anh á, thì lúc đấy có thể anh sẽ ở bên cạnh em. Dạ không, cái ý của em á là dạng như anh vẫn làm cái nghề của anh, nhưng mà anh có thể ở gần để anh hỗ trợ về tinh thần này kia với em, không có phải là anh phải làm chung với cái ngành của em. Cái đấy thì anh sẽ cố gắng. Em phải chứng minh bây giờ làm sao để tạo niềm tin cô gái ấy nãy giờ cũng đang lo lắng đó, cái điều đó đúng. Dạ. Không có một người phụ nữ nào muốn chồng mình ngày đêm đi hoài không biết đi đâu hết trơn. Tại vì ví dụ như em kinh doanh thì anh cứ đi hoài, nhiều khi em bị vấn đề gì đó em đâu chia sẻ được với anh trực tiếp đâu. Nên thành ra em cần sự hỗ trợ về tinh thần là nhiều hơn. Thì anh ở kế bên thì sẽ hỗ trợ được nhiều hơn, chứ còn anh ở xa quá nhiều khi cũng không có chia sẻ được nhiều. Dạ. Thật ra nếu mà anh ở xa ấy, chỉ cần em nói cần anh thôi, anh sẽ xuất hiện. Không, cái đấy làm được. Là khi mà em kêu tên anh là anh xuất hiện liền luôn hả? Đúng rồi. Giờ nói được mà chừng đó không biết làm được không à? Anh nào anh nói thì anh nói được, anh làm được, nhưng mà khoảng 80% thôi. Là kêu không phải là Bụt ơi là Bụt xuất hiện, mà phải 3 tiếng sau hoặc là 3 ngày sau Bụt sẽ xuất hiện. Nhiều khi Bụt đang ở xa đó. Con trai con gái quan điểm? Theo anh thì ví dụ như trai gái thì anh thích trai hay gái hơn? Con nào cũng là con. Em sinh mà anh có sinh đâu. Thì em miễn sao sau này lớn lên nó yêu thương anh thôi, đừng yêu thương em. Dạ. Nhưng mà em cũng hay bệnh lặt vặt. Ví dụ như em bệnh thì anh ở xa quá, ví dụ em gọi anh về không kịp thì đâu có ai cạnh em đâu. Nếu em ở Sài Gòn này thì có thằng chú anh mà. Có chú bác. Nhưng thằng mà em trai anh nhé. Dạ, nhưng mà nhiều khi ví dụ như lúc đó thì em cần anh hơn sao? Anh nói em là lúc em cần anh sẽ cố gắng để xuất hiện trong thời gian nhanh nhất. Toàn hãy nói một câu gì đó để chứng minh mình sẽ là một chỗ dựa rất gần với người thân yêu của mình. Tại vì em cần anh phải có lập trường. Đúng. Dạ, lập trường phải vững. Tại vì em đã từng chia tay bạn trai không có lập trường. Lời cuối cùng anh muốn nói là gì? Nếu có thể thì hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Hãy quyết liệt lên Toàn. Lời con nói hoa mỹ đến đâu á, em cũng chỉ nghe thôi, nhưng em không thấy. Anh không muốn nói nhiều. Không phải cần hoa mỹ, nhưng chúng ta phải cần nói cho người đối diện người ta tin mình, em hiểu không? Em cứ chờ chứng minh, chờ biết chừng nào. Thôi, anh bạn mẽ lên luôn. Anh để tay nút bấm đi. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những gì chúng ta nói. 3, 2, 3, 1. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Dạ, em xin lỗi anh, tại vì em cần người có lập trường với lại phải mạnh mẽ một xíu. Toàn cũng rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà em thiếu cái quyết liệt trong bất kỳ một cái điều gì. Nếu như mình làm việc hay gì đó mà mình thiếu quyết liệt á, thì đối phương cũng cảm nhận là hình như anh chưa có quyết chí gì đó. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Dạ, em cảm ơn ạ. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện với trị giá là 350.000 đồng của thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Chúc các bạn sớm tìm được người yêu thương của mình nha. Rất tiếc, chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Thôi, rất tiếc.
bạn nào cũng dễ thương cả, nhưng bởi vì họ chưa hiểu nhau lắm, có thể họ chưa gọi là đồng quan điểm với nhau. À, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thật ra bây giờ em cũng không còn tình cảm, chỉ còn cái nghĩa thôi, chứ tình cảm thì nó cũng hết luôn rồi. Em muốn lập gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin, trước tiên là em xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Hồng Vân và xin chào quý vị khán giả. Chào em. Thì em tên là Võ Thị Hồng Linh. Dạ, em 32 tuổi ạ. Quê quán em ở Ba Tri, Bến Tre và hiện là em đang công tác tại Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Anh trai, giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào xin em. Chào quý khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Phước Tường, 38 tuổi, quê ở quận 9 và nghề nghiệp là giáo viên. Vậy, quê nào quận 9 ông ơi? Quê xa lắm á, quận 9 quê á. Hồi hộp. Em là thầy giáo dạy về gì? Dạ, em dạy văn anh Duyên Linh. Dạ, bao nhiêu năm rồi? Dạ, dạy 12 năm. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là sống hòa đồng, có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Khuyết điểm thì nhất là nó hơi bời bộn. Có khi cái phòng... Dạ, chưa có gia đình nó vậy đó, phải không? Dạ, em cũng không giấu gì anh Quyền Linh, em cũng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Em có mấy đứa con? Dạ, có một cháu gái. Lớn chưa? Mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Con trai hay con gái? Dạ, con gái, ở với mẹ. Đó. Em nghe cái việc mà ảnh đã một lần gãy đổ như vậy thì em có cảm thấy lấn cấn hay là như thế nào không? Theo em thì duyên phận, mỗi người đều có cái duyên phận khác nhau. Ví dụ anh bên kia duyên phận là bao nhiêu đó thì... Thì duyên phận của người sau tiếp nữa hay không thì hôm nay sẽ biết. Em có mấy mối tình rồi? Tình duyên của em thì trải qua một mối tình cách đây 7 năm. Quen vài tháng nhưng mà em thấy bạn kia nhỏ tuổi hơn nên là em quyết định chia tay. Trong 7 năm em chưa có mối tình nào khác nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Người này chắc có nhiều mối tình lắm, sao có một mối tình rồi trời. Có nhiều người theo đuổi không? Dạ cũng có, nhưng mà tại vì quê em là ở Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà em lên Mỹ Tho em làm thì em muốn định là lập nghiệp trên đó. Rồi công việc ổn định thì em mới tính tới gia đình. Giờ ổn định chưa? Dạ rồi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là biết thiêu thừa, may vá, nội trợ. Còn nhược điểm của em là do gia đình hồi xưa nhỏ là nhà ăn chay, nên là ăn chay em không có nấu đồ ăn mặn nhiều. Thì sau này khi đi làm thì em có ăn mặn nhưng mà ít nấu mặn ở nhà. Dạ, chào chị. Chào em. Vợ trước của em á, là tụi em chia tay nhau bao lâu rồi? Khoảng hơn nửa năm. Ly thân trước đó cũng cả năm. Là tụi em đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ, chưa đăng ký luôn. Cô ấy không chịu đăng ký, nhiều lần hứa hẹn, em biết không biết gì lý do gì. Lý do sao mà chia tay vậy? Cái vấn đề tài chính nữa, tại em là giáo viên á, cái thu nhập chị cũng biết rồi. Chứ lại một điều nữa, có thể là cô ấy không muốn làm dâu. Bây giờ là em có hay lại thăm con không? Dạ có, tuần nào em cũng đến thăm cháu một lần. Có nào cũng muốn quay về không? Dạ chắc không, em nói rất nhiều. Có nghĩa là tự động hai người chia tay luôn? Dạ, cứ đi. Thì có viết một cái tờ giấy cam kết tha vậy thôi, viết em giữ vậy thôi. Có giấy cam kết đúng không? Dạ dạ có. Đó anh lo cái vụ đó đó, em thủ rồi đúng không? Nhiều khi đang có người yêu thì có quay về cũng đâu, tôi với anh chưa chia tay sao? Nhưng mà nếu cô ấy quay về, quay lại với em thì em nghĩ thế nào? Nói thật ra bây giờ em cũng không còn tình cảm, chỉ còn cái nghĩa thôi, chứ tình cảm thì nó cũng hết luôn rồi. Anh phải làm rõ ràng cái chuyện này đó. Dạ. Xin lỗi em vì quyền lợi của nhà gái cho nên chị phải hỏi hết. Dạ. Cái một nửa của em á phải là một người đàn ông như thế nào? Hài hước, vui tính nhưng mà nghiêm túc trong tình cảm, biết chăm sóc, quan tâm người thân trong gia đình. Khi mà bên ngoài giao tiếp xã hội thì khi mà bước vào gia đình thì vẫn quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Rồi bây giờ thì em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em cũng đơn giản thôi, biết lo cho gia đình, sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác, lễ phép với người lớn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Tuổi này cũng không quan trọng điều đó. Không quan trọng? Dạ nói chung không, cô trung bình là được rồi. Cô gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn. Yên tâm ha,
Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với cô ruột của em. Chào anh Quyền Linh, dạ. Và chào chị Hồng Vân. Tôi thấy cháu trai này cũng tướng cũng lịch sự, cũng hiền, vui vẻ. Cô nhận xét thì hai cháu cũng xứng đôi. Cô chúc hai cháu có duyên với nhau và bấm nút. Khuyến khích là bấm nút rồi đúng không? Còn em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với mẹ và một người bạn đồng nghiệp. Tôi thấy tùy theo sở thích của con tôi thôi. Tôi cũng đã già rồi. Dạ. Không nghĩ gì hết. Nhưng mà bác cảm nhận về cái cô gái này như thế nào ạ? Người nào cũng vậy thôi. Dạ. Miễn là con tôi nó đồng ý là được. Dạ. Có nghĩa là mẹ là hoàn toàn là mẹ theo ý em hết đó nha em. Dạ. Cái điều mà mẹ muốn là chỉ mong em có hạnh phúc thôi. Bạn trai đã xúc động và rơi nước mắt đó. Vâng thấy mà. Em muốn lập gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi. Rồi, cảm ơn cô. Quan trọng là chứng minh mình nha. Yeah. Nào, mở rào. Chào em. Đứng lên luôn. Không, con có bông muốn tặng cho em. Dạ, rồi, cảm ơn. Em là con gái Bến Tre miền Tây nên là cũng có trái cây ở miền Tây em gửi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Anh hơi xúc động chút xíu, thông cảm cho anh. Dạ. Thì qua trao đổi hồi nãy giờ thì anh thấy là em xin mời anh nói trước. Tự nhiên không biết nói gì nữa. Mà em dễ thương, xinh. Giống như là giữa chúng ta có một cái điểm gì đó chung rồi đó mà anh chưa tìm ra. Anh nghĩ là như vậy. Dạ. Yeah. Em có nhận xét gì về anh không? À, nãy là em nghe là thầy giáo dạy văn nên yeah. Chắc dạy văn thì cũng cảm xúc dạt dào. Người nam thường là rất là ít rơi nước mắt. Nhưng mà một khi rơi nước mắt thì em nghĩ là cảm xúc cũng dâng trào rất là nhiều. Từ đây xuống Mỹ Tho bao nhiêu cây hả em ha? Ủa chưa đi lần nào à? Có đi rồi nhưng mà không có để ý anh Quyền Linh. Chính em chạy về Võ Văn Kiệt, em đi ra quận 6, em leo lên cao tốc, em chạy cái ào tới khoảng chừng 30 phút là tới Mỹ Tho rồi. Gì được. Nói chung 2 tiếng anh cũng đi nữa. Sau này em với anh quen nhau thì thí dụ em có thể ở trên này hay là ở dưới? Thì cái hoàn cảnh gia đình anh em cũng biết rồi. Ba mẹ chỉ có một mình anh thôi. Mẹ thì cũng hơi lớn tuổi, khó mà cũng sống xa nhà được. Về quận 9 sống với anh được không? Em do là em đi làm xa nhà nên là không ở chung với ba mẹ. Gia đình mà có ba mẹ thì em nghĩ cũng tốt. Rồi ví dụ như giờ nếu mà cổ lên quận 9 ở đây trên đây với em thì em có xin được việc làm cho cổ không? Em làm mình lĩnh vực gì? Quên nữa. Em trưởng nhóm bán hàng. Lĩnh vực này em cũng rành lắm tại chị Vân ơi. Công việc của em không phải là làm trong văn phòng. Công việc của em là đi thị trường. Dễ mà thành phố Hồ Chí Minh là cái mảng này phát triển dữ lắm. Yeah. Không có lo. Yeah. Anh nghĩ là một người có tài thì ở đâu cũng có việc làm thôi. Anh nghĩ là như vậy đó. Yeah. Mình sẽ tìm được thôi. Yeah. Yeah. Em có suy nghĩ gì về cái vấn đề đó? Thì lương anh thì không được cao lắm. Lương của anh, nói chung là em thì không quan trọng vấn đề lương. Mà quan trọng á, là trong cái cuộc sống của mình á, là mình có cái chí cầu tiến. Thì công việc của anh thì nó cứ như vậy thôi, ngày nào cũng vậy. Dạ. Cấp sách vở lên trường dạy, hết giờ đi về. Nó cũng ổn định. Dạ. Cũng không có gì đột phá thay đổi. Em phải tìm sự đột phá chứ, đúng không? Cuộc sống đôi khi nó còn cần phải có sự bất ngờ, thay đổi nào đó cho nó thú vị hơn. Đúng không thầy giáo? Em hiểu ý anh Linh nói. Bây giờ em thử nhìn quấy cô làm, em làm bài thơ, bài văn nào đó thử xem. Có, em có làm bài thơ cách đây mấy ngày. Xin tặng em bài thơ. Em có thích thơ không cưng? Dạ có ạ. Đó, vậy đúng rồi, em đọc đi. Gửi em. Tâm đầu ý hợp vượt bão giông, yêu nhau cho hạnh phúc mặn nồng. Mình cùng xây tổ ấm yêu thương, cùng nắm tay ta đi hết dặm trường.
thơ em thích nhưng mà em cũng xúc tích. Vậy vậy là đó mình có điểm chung rồi đó. Nãy em nói mình có điểm chung rồi, giờ em mới. Anh ơi, mình gặp nhau đây là duyên mình có, phận thì sao anh? Đối liền, đối liền. Phận thì chờ chút nha em. Anh mà không có nghĩ ra được thì nhưng mình lại gặp phận thì sao anh? Ờ, như vậy mình phải tiến nhanh. Ờ, gì đó. Tiến hành bấm nút. Ờ, tiến hành bấm nút. Xung vậy. Ờ, đúng ta xung vậy. Em phải có giấy không biết rồi em. Không cảm giờ anh tự nhiên chưa nghĩ ra được cái thơ đó. Rồi thôi được rồi. Dạ dạ, anh đã một lần đổ vỡ. Anh hiểu được giá trị của hạnh phúc. Hy vọng là hôm nay chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Dạ. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả. Chuẩn bị. Hãy bấm bằng trái tim của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực ra chị nói thật với em là em bấm cái nút này là chị thực sự là chị cảm ơn em. Bây giờ thì mình đặt nụ hôn đầu tiên. Phép cô cho con hôn em một cái. Cô xúc động nãy cô dưới cô xúc động lắm luôn á. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bóc đi xong mình cảm nhận rồi xong mình kết thúc luôn. Không chín. Wow. Rồi, chúc, chín, chúc con vui vẻ nha, về tự nấu cơm ăn nha. Không có bắt mẹ nấu nữa nha. Dạ. Rồi, dạ con. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò.
anh chị thấy không, em đi tận đến Bình Phước về đây để đi kiếm vợ. Ưu điểm của con là con biết nấu ăn, sống tự lập, biết chia sẻ, biết quan tâm và biết đặt mình vào vị trí của người đó. Wow, và người khác. Con rất là sợ nước. Em ơi, em phải sợ đâu, có anh rồi. Có anh rồi đó. Dạ. Hay nóng tính hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Khi em tập trung em làm cái gì đó em quên hết mọi thứ luôn nha, quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn đó. Em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh. Trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.